trường thì là làm được là cũng được con một cái đảng đấy chúng con đi xa cũng ngon, tại vì nếu một xa gần như bây giờ người ta cũng ngò đến hết rồi, nếu ngò nó đi đến Bắc Cạn đến Bắc thì tất cả các chỗ đều có hết rồi, đều có người quen rồi. Bây giờ mình nên làm cái tay nghề nó có đi chăng nữa nó cũng là cạnh tranh với bạn. Nó kêu ở lên tư viện là tao lên tao làm ăn phải ok biến hoặc dưới sông lại đó là mày lên tao nghỉ. Nhưng mà diễn vẫn cái thái độ học cách để lên để có tay là xu thế nó cạnh tranh nó làm kiếm lên rất là thank you.